Với tất cả quý cha, cha sứ và cha phó, chúng con rất ước mơ tất cả những mầm non này trong tương lai sẽ cho giáo sứ chúng con nói riêng và đặc biệt đối với giáo hội Việt Nam, với giáo hạt hôm nay, giáo phận Xuân Lộc, tất cả những ơn gọi các linh mục mà hôm nay trước mắt quý cha, quý dì và mọi người thể hiện tất cả những gì quý mến nhất dành cho cha mới. Xin cảm ơn cha mới và các em đến sinh.